Em đi xin chào quý cô chú anh chị thân mến. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một bất động sản thuộc xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và có diện tích là ngang 7 sau 40, có đặc biệt có 200 thổ cư nằm ngay khu dân cư, mặt tiền đường nhựa, có thể kinh doanh được. Xung quanh mình có này homestay này, motel hotel này và quán cà phê này, quán cà phê đối diện này, và đằng sau có điểm tâm sáng nằm rất gần chợ Bưng Riền luôn, ra khoảng mấy trăm mét thôi. Và đặc biệt cái chỗ mình đi xuống biển, khu du lịch biển Hồ Cốc rất là gần, khoảng 5 cây số thôi. Trước khi mình ra biển Hồ Cốc thì mình sẽ đi qua con đường nó xuyên qua một cánh rừng có tên là rừng Phước Bửu Bình Châu. Sở dĩ nào có cái tên gọi như vậy thì cái rừng đó chiều dài của nó là từ biển Bình Châu nối dài xuống thị trấn Phước Bửu, được gọi là cánh rừng lá phổi của Việt Nam mình. Mình đi qua cánh rừng đó, con đường đi xuyên qua đó thì rất là mát. Rồi bây giờ em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị bất động sản này, giá chỉ có 1.9 tỷ thôi. Trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 8 mét, có tính luôn vỉa hè nha. Và cái hướng trước mặt mình đây là đi xíu đây ra tới đây là có cái ngã ba đó, đầu kia chỗ xanh xanh đó là bưu điện, rồi bưu điện Bưng Riền ha. Mình rẽ ra phải nè, ra xíu thôi là quốc lộ 5 rồi. Nói chung là con đường này nằm song song với quốc lộ 5 đó, quốc lộ 5 đó mình đi được thành phố Hồ Chí Minh, đi được biển Bình Châu. Và mình rẽ bên này thì mình đi hướng về, đi được gọi là đi qua nối tiếp với lại cái đường xuyên rừng đó, được đi xuống biển Hồ Cốc đó. Từ đây xuống có 5 cây số thôi. Nói chung là vị trí của mình là nằm ngay gần chợ Bưng Riền, tiện ích đầy đủ. Xung quanh thì cô chú chị mình có thể thấy đó, bên này có homestay, bên này hotel, motel, tiện đường kinh doanh được. Và bên này có quán cà phê, điểm tâm ăn sáng. Nói chung là đường thông thoáng, đường ô bằng cờ, quy hoạch ô bằng cờ anh chị. Rồi cái bất động sản anh Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị mình đây là có diện tích là 7 mét, từ giáp bên nhà này ha qua bên này là 7 mét, sâu là 40, giáp tới cái tường rào sau kia có 200 thổ cư, đặc biệt là 200 thổ cư. Đất mình là có tổng diện tích là 281 mét vuông, mà có chiếm 200 thổ cư rồi. Thì cái nhược điểm của bất động sản mình chỉ có dính cái này thôi nè, dính cái cục điện nằm ở giữa đây. Nhưng mà không sao, cô chú chị mình có thể bỏ ra một chút tiền, mình có thể dời cái trụ này qua bên map này hoặc bên map kia cũng được ha, bên qua bên góc. Nói chung là em Điền cũng có nhận làm cái này luôn ha. Từ vị trí bất động sản mình mà ra thị trấn Phước Bửu thì cũng tương đối là gần, khoảng là 15 phút đi thị trấn Phước Bửu thôi, còn ra biển Hồ Cốc thì khoảng là 5 phút đi được. Và Hồ Cốc đó mình đi được biển Bình Châu, đi được biển Hồ Tràm này, thông thoáng hết ha. Vị trí bất động sản mình là nằm ngay khu vực về thiên về du lịch, nên là xung quanh đây có những cái nhà nghỉ, motel, hotel và homestay. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng là 2.5 tiếng đi cao tốc thôi. Có thể mình nói chung là giá hiện tại 1.9 tỷ là giá được gọi là giá đầu tư, rằng là lúc trước là bất động sản này có giá thì nó khoảng là kêu là 3.2 tỷ, sau đó chủ đất mình đã giảm xuống còn 2.6 tỷ, bây giờ giảm nữa còn 1.9 tỷ, đó là giá được gọi là giá chốt. Nhưng mà cô chú chị về thì chỉ mình có thể gặp trực tiếp chủ mình trao đổi thêm ha. Đây, khu dân cư xung quanh ở đây đã có sử dụng là điện đài và nước máy rồi. Đây, cô chú chị mình có thể mua bất động sản này về làm một cái nhà vườn nho nhỏ, và để cuối tuần mình về nghỉ dưỡng hoặc là du lịch, và mình có thể đầu tư lâu dài. Khu vực này thì kinh doanh mua bán thuận lợi, thuận tiện hết. Rồi bây giờ cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền, em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế bất động sản này. Rồi em Điền xin được dừng video tại đây. Cô chú chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ em và theo dõi những clip sau của em nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.